Bữa nay mình thèm mắm nha các bạn. Khi mà thèm mắm á, thì không biết phải tự nhiên ngồi nhớ tới mắm. Lục tủ lạnh lại á, thì em trai của mình á, nó có làm mắm tép, nó cho để tủ lạnh hôm nay. Thì thôi bây giờ ăn ăn mắm tép đỡ đi, chứ đúng ra đó là đang thèm mắm Châu Đốc. Mắm Châu Đốc mà là mắm ruột á, mắm ruột mà có nhiều đu đủ á thì nó mới ngon. Nhớ có một lần đó, nó đi với bạn đi Châu Đốc mà không biết ghé nhà ai á, người ta đãi ăn mắm, nhưng mà cái nhà đó cũng như bất tử khách lại đó, người ta không có thịt luộc. Đúng ra đó thì mắm Thái đó là phải ăn với thịt luộc, thịt ba rọi luộc. Thì người ta mới đi lấy một trái dừa khô đó, người ta nạo ra, rồi người ta có khoai lang luộc, thì người ta cho ăn mắm với rau, với khoai lang luộc, với dừa khô. Mà không biết lúc đó tại mình đói bụng, đi đường xa đói bụng hay sao không biết, mà ăn thiệt là ngon, ăn ngon mà phải nhớ hoài luôn. Thì mình không có, bây giờ hiện giờ á, là có khoai lang, có bún, nhưng mà không có dừa khô. Không có dừa khô thì mình phải lấy cái hộp dừa lon này, trong đó nó có cái dừa nào giống như cái dừa non non, chắc mình khui ngược rồi. Cái dừa này nè, mình lấy cái ra rồi mình cắt ra mình ăn tạm với lại bún với lại mắm. Thì mình trộn mắm nha cả nhà, mình trộn mắm nè. Tại vì mắm mắm tép bên đây làm á là sẽ không có đu đủ, bởi vì mình thấy ở bên Việt Nam á, nhà của bạn của mình á, nguyên cây đu đủ bị gãy uổng hết suốt vậy đó. Mình không có đu đủ, mình phải trộn bằng, mình không có đu đủ nè, mình trộn bằng dưa chua, cải đỏ, rồi cũng gừng, cũng ớt, cũng tỏi bằm. Dưa chua này thì làm dưa chua ngọt ngọt sẵn, còn mắm tép thì nó đã mặn sẵn rồi. Cái này là mình múc ra một ít thôi. Em nó cho nguyên một con hũ rồi để dành ăn. Mình múc ra một ít. À, mà điều chắc ăn không hết quá, thôi kệ cứ trộn đi. Ăn hết nhiêu đây chắc lên máu luôn quá. Không có cao máu nhưng mà ăn hết nhiêu đây chắc mặn. Rồi, bắt đầu trộn nha các bạn. Giờ có gì thì làm cái nấy. Cũng nghe mùi thơm lắm đây. Chắc tạm thời cũng cũng qua cơn ghiền. Mà cái món này á là chỉ có một mình ăn thôi. Con trai cũng không biết ăn. Nếu mà con gái ở đây thì chắc có lẽ nó ăn. Còn ông xã là tuyệt đối không ăn, mà nghe mùi cũng cũng chạy tét luôn, cũng sợ luôn. Thôi, tự thưởng thức đi. Mình sắc gừng sợi sợi nè, mình cắt ớt lát lát nè, gừng ớt mắm tép trộn vô. Ớt này ở nhà trồng mà để tủ lạnh, để tủ đá để dành ăn á, thì khi mà lấy ra cắt ra đó nó thơm ngon lắm, nhưng mà nó cay ơi là cay luôn.
xíu mình sẽ, đây các bạn nhìn nha, mắm tép giả chiến, mắm tép giả chiến và không có dừa khô. Lấy dừa này chắc chắc người ta làm rám vỏ quá. Bún và khoai lang luộc và rau. Ồ, rau này mới là hấp dẫn nè, rau này là rau vườn ở ngoài sào hái vô. Thì có thể vậy là đã tạm gọi là đầy đủ. Bây giờ có một mình lên quay phim ăn thử thì các bạn sẽ không thấy, nhưng mà khi mà các bạn thấy đang thèm về mà ăn xong rồi là chắc dễ đạch đạch quá, dễ đạch đạch gì ngon. Bây giờ ai muốn thử thì thử với mình nha, xin mời. Ăn mà phải đẹp mới chịu nữa, có mấy cái hoa nữa cho đời thêm vui.